gì mà giờ em mở ra cho anh coi trong này là gì. Ồ hay ơi. Ngoài bên cơm cơm sẽ có một bạn có tên mình nè. Trời ơi, em chuẩn bị luôn hả? Hay vậy. À trời ơi, bạn đây là cảm ơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bắt tay cái. À ok. Sau này anh sẽ ủng hộ lần nữa. Các bạn thì đây là anh cơ trưởng cao to đẹp trai nhất của hãng Vietjetball. Rồi bắt tay anh cái nè. Giờ chúng ta sẽ ăn tới quán rất là nổi tiếng là quán bún chửi của ông Sĩ Liên đúng không? Bây giờ không bị chửi tôi cũng sợ sẽ có tổ địa đó thì. Tao trong này là sẽ order nhanh. Order nhanh đúng không? Rồi anh order. Chào đó cô ạ. Nghe danh cô lâu rồi giờ mới được tới ăn nè. Nghe nói cô nổi tiếng là hai chữ đó có. Bây giờ kêu bà chửi cái cho nghe cái được không? Chồng đi. Đọc cho chồng sao? Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Thì tiếp theo video này mình sẽ đi xuyên Việt ra ngoài Bắc chơi các bạn. Thì mình sẽ đặt tour các bạn à, tại vì mình quá là mệt rồi, mình chạy qua Campuchia bị ăn hành rất là nhiều. Thì bây giờ về Việt Nam thì mình sẽ đi qua đặt tour bên Vietjetball nè các bạn à. Đó, mình sẽ review cho bạn coi một cái tour rất là private đó, đặc biệt các bạn à, chỉ là khó book đi được thôi các bạn. Thì mình sẽ dẫn cho bạn đi qua khỏi đặt tour hết bao nhiêu tiền, hành trình đi tour như thế nào. Thì mình chưa bao giờ đi tour các bạn, mình đó giờ mình chỉ review cho bạn coi là đi du lịch theo kiểu tự túc. Các bạn đi tới đâu quay tới đó. Để nọ thì hôm nay mình sẽ cho bạn coi thử là đặt tour là như thế nào. Nhiều bạn cũng thắc mắc là đặt tour đi du lịch thì nó hình cái quy trình nó như thế nào, hết bao nhiêu tiền các bạn. Thì mình sẽ đặt tour VIP cho bạn xem. Thì rất là mệt các bạn à, mình sẽ bay ra. Mình bay ra ngoài Bắc rồi đó ra Hà Nội rồi mình chơi các kiểu các bạn, cho mình giờ lái xe mình mệt quá mình còn phải refresh các bạn. Đó. Ra đó ra Hà Nội kiếm mấy đồ ăn ngon như bún mắm cháo chửi gì đó nghe rất là nổi tiếng các bạn, mình cũng thắc mắc mình chưa ăn lần nào hết. Không biết ngon không. Nhưng mà thấy xếp hàng đông này làm các kiểu mình cũng có dịp thì mình sẽ ra đó mình chơi. Bạn mình đây trước mặt mình là đang ở Dinh Độc Lập nè. Ở Dinh Độc Lập của Hồ Chí Minh bên tay phải mình này, qua Dinh Độc Lập đó. Hướng qua đây thì ra nhà thờ Đức Bà lâu quá rồi mình cũng chưa ra lại, thì đây hướng ra đi ra bên đường Buster các bạn. Thì qua đặt tour xong rồi đi du lịch chơi các bạn. Đó, đường Sài Gòn đẹp chứ bạn ha. Đó. Thấy không? Mát mẻ. Đây là lần đầu tiên lâu lắm mình quay lại hướng này nhà thờ Đức Bà trước mặt các bạn, họ đang xây. Đó, đây. Ok các bạn, hiện tại là mình đang đứng ở trước trụ sở chính của tại Vietjetball các bạn. Đây. Vietjetball. Thì ok, giờ theo chân mình vô tại 190 Buster thôi, đặt tour đi ra ngoài Bắc thì như thế nào các bạn. Ok, theo chân mình. Dạ, dạ. Ok, theo chân mình các bạn. À, chào chị. Dạ. Chị hỏi vô muốn đặt tour đi du lịch trong nước á, thì mình đâu ta? Dạ, trong nước thì em mệt ở phía này. À, dạ, dạ. À, dạ, dạ. Ha, chào chị. Dạ. Trời, đông quá gió. Ha, chào chị. Dạ. Ok, bạn thì hiện tại mình đang ngồi trong quầy tiếp tân đúng không chị? Quầy này để mình đặt tour đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Đó, thì đây mình có cái menu lùi xưa, bạn sẽ thấy là có Phú Quốc, miền Bắc, Đà Nẵng, Huế, các kiểu. Thì trong này các bạn mặc áo dài rất là đẹp các bạn. Mình bất ngờ luôn. Ok, vậy cho em hỏi là mình có cái tour nào đi trong nước không? Đi ra phía Bắc á. Đi hành trình Bắc dạ. À, anh cho em hỏi xíu là em không biết là anh đi theo cái tour chọn gói hay là anh sẽ đi dịch vụ lẻ hay là như thế nào anh? Em muốn đi chọn gói đầy đủ, có máy bay, mấy đồ này nọ, rồi khách sạn ăn ở luôn á. À, là theo tour chọn gói hiện tại thì với cái hãng hàng không bên em mới ra thì có cái chuyến bay là bay của hãng hàng không Vietjetball Airlines. À, Vietjetball Airlines. Dạ, là hãng hàng không công ty em luôn. Lần đầu tiên tôi nghe Vietjetball Airlines. Ủa, ra lâu chưa chị? Dạ, cũng hơn 2 năm rồi. À, ra 2 năm rồi. Thì thật sự là tại vì em đi Mỹ cái này cũng 3 năm. Dạ. Bây giờ có hãng Vietjetball Airlines thì ok, trong bên này mình sẽ review cho bạn coi thử là đi máy bay Vietjetball Airlines là như thế nào luôn. Dạ. Tôi cũng chưa đi lần nào hết. À, dạ. Thì em xin phép em tư vấn cho một chút xíu. Dạ. Hiện tại thì với cái hành trình mà bay của Vietjetball Airlines á, dạ, thì đa số cái chuyến bay mà đi Hà Nội á, thì sẽ bay là buổi chiều và về buổi tối. À. Dạ, thì cái đó là phù hợp với những khách giống như là ban ngày họ đi làm xong buổi chiều họ sẽ đáp ra Hà Nội để họ nghỉ ngơi trước, sau đó rồi hôm sau mới đi tham quan tour. À. Dạ, thì em thấy cái tour ở đây nó khá là phù hợp cho các chương trình Hà Nội. Thì em xin phép em giới thiệu với anh một số cái chương trình chính. Dạ. Ví dụ như bên em là có đi 4 ngày 3 đêm. Ví dụ như anh đi là Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình. Hoặc là nếu mà anh đi dài ngày hơn thì sẽ có đi thêm Sa Pa nữa. À, Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình rồi thế đi Sa Pa được. Nghĩa là mình chọn gói mình đưa xe, đưa rước đầy đủ hết luôn á đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, em xin phép là em gọi anh cái lịch khởi hành dự kiến á. Thì trong này á, nó sẽ có theo là chương trình theo 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày. À, đây là các tour đi miền Bắc là 3 ngày 2 đêm rồi 4 ngày 3 đêm đầy đủ đó các bạn. Thì trải nghiệm xe buýt 2 tầng thủ đô. Để ra Hà Nội cũng ok chứ quá trời tour các bạn, đi Yên Tử, Ninh Bình, Bái Đính, Tràng An nè.
đi tiệc tình cốc. Ủa, Việt Nam mình có tiệc tình cốc nghe giống như bên Trung Quốc ta. Khách sạn ở 4 năm sao nè, thấy không? Du thuyền Hạ Long trên Vịnh Lan Hạ nữa các bạn. Quá trời tour luôn, thì đây là giá tour nè. Cái giá này là giá trọn gói. Trọn gói luôn. Thì đi Hà Nội thì em đi Hà Nội thì giá khoảng bao nhiêu chị? Đi Hà Nội, anh đi Hà Nội không thôi hả? Thì nếu mà cái tour đi miền Bắc không thì... Nếu miền Bắc không thì theo trong này á, thì là em không có cái tuyến mà đi Hà Nội không. Nhưng mà nếu như mà anh muốn đặt dịch vụ riêng á, thì có những cái dịch vụ lẻ. Ví dụ như em đặt vé máy bay cho anh, khách sạn hoặc là hướng dẫn viên với lại xe tham quan cho anh. Nói chung là giờ em muốn đặt cái tour mà VIP á, đi là hai em với Caramel thôi các bạn. Tour VIP thôi, đi dạ, mình thôi. Dạ, bên em có luôn. Thường là cái tour này đi gồm gọi là khách đúng không? Dạ đúng rồi, cái này giống như là tụi em có cái lịch khởi hành sẵn rồi. Là đi theo cái ngày cố định. Còn nếu như mà của anh mà anh đi theo cái ngày của anh sắp xếp sẵn thì tụi em sẽ có cái sắp xếp cho anh. Tại vì mình đi review là mình sẽ làm cái tour kiểu như private thôi bạn, đi nghĩa là hai người thôi. Nếu mà một cái tour vậy đi khoảng bao nhiêu người ta? Đi theo tour của anh đó hả? Không, nếu mà cái tour bình thường của chị. Tour bình thường của tụi em thì tầm khoảng trên 10 khách là tụi em khởi hành được rồi. Trên 10 khách là khởi hành, còn đây tour này là chỉ có một mình tôi đi thôi đúng không? Ok, chị bao gồm vé máy bay luôn đó, hả? Thì bây giờ nếu như mà anh đi theo cái dạng private đó, thì tư vấn cho anh, thí dụ như anh book vé máy bay, khách sạn, xe với lại hướng dẫn viên tham quan cho anh. Khách sạn, xe, hướng dẫn viên, vé máy bay các bạn. Bao gồm đầy đủ. Thì bây giờ em tư vấn trước cho anh ha. Em không biết là cái khoảng thời gian anh muốn chọn là khi nào anh ha. Em tính là ngày 11 bay nè. Đi ra Hà Nội chơi xíu coi thử, bữa giờ chưa ra ngoài Bắc các bạn. Ok, vậy là xếp cho em cái tour đó ha. Đó bạn ơi, không gian Vietravel là mình là thuộc dạng là công ty lớn về du lịch tour rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Có đi nước ngoài này nọ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lần riêng tôi đi làm tour luôn, tôi chưa biết là đặt sao, quy trình như thế nào, thì review kỹ cho bạn xem. Thì đó giờ mình đi toàn là review đi tự túc, không phải bữa nay mới đi tour. Bạn thấy vô không khí trong này bạn thấy thích không bạn? Mặc đồ như là kiểu như là traditional quê hương của Việt Nam mình các bạn. Sau lưng thì có mấy cái đồng hồ theo kiểu nhiều quốc gia, tại vì các bạn có thể đi được mấy cái tour nhiều lắm. Sau lưng thấy các bạn Lý Trường Thành nữa kìa, Hoa Anh Đào bên Nhật. Ồ, nhiều chứ bộ. Vậy em xin phép em báo giá cho anh ha. Thì hiện tại cái vé máy bay mà anh đi từ 11 tới 13 thì cái giá vé một khách hiện tại khứ hồi là bao gồm hành lý cho anh luôn là khoảng 3.600.000 một khách. 3.600.000 một khách là bao gồm đó là vé máy bay hay là bao gồm vé máy bay của anh không? Vé máy bay khứ hồi. Vé máy bay khứ hồi. Hành lý 20 chỗ, 20 kg. Hành lý 20 kg. Ok. Hành lý 20 kg, vé máy bay là 3.600.000 khứ hồi luôn từ Sài Gòn ra Hà Nội các bạn. Còn thì là, ví dụ như những cái dịch vụ mà anh muốn đặt thêm, ví dụ anh ngồi phía trước hoặc là đặt anh suất anh nóng trên máy bay á, thì anh có thể báo với em luôn, em có thể đặt trước cho anh luôn cái đó. Trước đồ ăn đồ lồ nữa. Đây bạn, giờ bạn biết cái việc travel là mình chưa biết cái máy bay nó như thế nào. Ok. Vậy sẽ up hết cho em everything trên máy bay luôn. Là hai người, vậy là tổng cộng là khoảng 7.200.000 đúng không? Dạ, khoảng 7.200.000 là tiền vé máy bay. Tiền vé máy bay. Còn nếu như mà anh muốn ở Hà Nội, anh đi tham quan thêm Hà Nội á, tụi em set up danh, thí dụ đi city khoảng nửa ngày, xong rồi đi ăn uống những cái mà điểm đặc sắc ở ngoài đó. Ngày hôm đó em sẽ sắp xếp hướng dẫn viên cho anh. Ok. Rồi cái ngày cuối thì anh có thể nghỉ ngơi khách sạn chút xíu, xong rồi chiều anh muốn tham quan một chút xíu nữa cũng được. Xong tụi em sẽ có xe và hướng dẫn viên đưa ra sân bay để đi về. Ok bạn. Nghe hấp dẫn đó, phải không? Tụi tôi đi du lịch tôi tự lái tôi mệt quá rồi, giờ tôi đi theo tour đây có đầy đủ hết. Ok. Vậy là tổng cộng hết nhiêu chị? Dạ thì tổng cộng của anh hai khách như vậy á, với lại cái dịch vụ mà thêm xe với lại hướng dẫn viên á là tầm khoảng 11.900.000 ha. 11.900.000 các bạn. Em xin phép gửi anh cái biên nhận thanh toán. Vì trên này á nó sẽ có cái thông tin tên của anh ha. Cái chuyến bay đi của anh là đi 11 về ngày 11 ha. Dạ và số tiền anh thanh toán ở đây. Thì cái này là anh book dịch vụ lẻ cho nên chút xíu nữa có vé máy bay em sẽ gửi cái code vé cho anh. Thì theo cái giờ bay này thì anh sẽ tập trung ở sân bay trước 2 tiếng giúp em nha. Đây, cái bên là đây cho bạn xem nè. Thì đây là 11.900.000 bạn vé máy bay đầy đủ để khởi hành để Tân Sơn Nhất các bạn. Rồi. Dạ. Em mời Tuyết ơi hướng dẫn khách qua bên kia thanh toán giúp chị nha. Là thanh toán. Em có bài thanh toán nè. Thanh toán là phải đi chỗ khác nữa. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ok. Tại các bạn đi tham quan hết nguyên dòng luôn. Đông ghê. Bên này ngoài thanh toán. Quay hàng Nhật Dubai là hàng nước ngoài nha các bạn. Đi máy bay. Thanh toán là qua bên này các bạn. Cho em gửi đây. Đây chỗ này là thanh toán các bạn đó, đầy đủ trong nước, ngoài nước, chỗ này là thanh toán. Bằng thẻ đã được đúng không chị?
À, mỗi một triệu 900 ngàn các bạn. Thì trời công gian thôi, nữ không nhiều thiệt luôn. Quanh này là mấy chị xinh đẹp luôn. Này nên là thấy thích rồi đó. Rồi. Ok. Dạ em gửi lại thẻ cho anh. À ok, cảm ơn em. Dạ em gửi phiếu thu anh. À phiếu thu của bạn là xong rồi các bạn. Nghĩa là mình chuẩn bị mình sẽ cho bạn coi cái code vé máy bay gửi qua sau đúng không? Dạ. À. Ok bạn xong. Dạ. Nghĩa là xong quy trình hết chưa anh? Dạ anh đã tống tiền xong rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ em mời anh sang quầy chấp khách hàng để nhận quà. À vậy hả? Rồi em quay chấp khách hàng nhận quà nữa phải không? Cảm ơn mấy chị nhiều nha. Đây bạn rồi đây. Dạ mình đi thẳng. À dạ cảm ơn anh. Dạ chào chị. À chào chị. Dạ nhận quà. Dạ nhận quà. Rồi nhận quà nữa không? Dạ, rồi em xin phép mượn cái biên nhận. À là biên nhận các bạn. Dạ vâng. Đây, để lại cho mấy ông kia. Thì đặt vé đặt đồ xong hết, thanh toán được nhận quà nữa. Tôi không biết quà gì đấy. Dạ. À, cái túi này của mình thì em xin phép bên em có chương trình khuyến mãi thì xin phép gửi tặng mình hai cái túi rút của bên em và hai cái túi đựng đồ cá nhân anh. Ok. Ha. Dạ. Dạ. À túi đã đi travel phải không? Dạ vâng. Ồ. Hai phần quà của travel. Đây hai phần quà của travel phải không? Ồ, đây các bạn. Trời. Quá xịn luôn. Dạ. Có được khui ra trong này có gì không? Dạ được, anh nếu được anh cứ khui ra nha. Khui ra nha, khui ra thử cái gì nè. Dạ, rồi, vâng. Đây em khui ra, khui thử đây. Đây. Mở dạ, sao? Đây cái này để anh. À. Đây hả? À, đây bạn, bạn mở ra nè bạn. Đó. Đây cái quà của Vietravel đặt cái là có hai cái túi liền. Đây. Đó, ghê ghê ghê. Túi đầy đủ đồ, tôi thích mấy cái này để tôi đựng mấy đồ quay phim mấy đồ cũng nhiều các bạn. Pin biết đồ mít nè. Xịn nhỉ? Này túi bằng da luôn á không? Dạ đúng rồi, túi chất liệu bằng da đó anh. Ui, túi bằng da luôn á không? Đặt cái túi có 11 triệu mà đặt tặng túi da xịn dữ. Đấy các bạn. À, công nhận biết tôi có nhu cầu xài để quay phim rồi nè, túi này quá hợp nhu cầu luôn. À, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, em xin phép bỏ vô cho anh nha. Ok. Cảm ơn chị nhiều nha. À, cảm ơn tập thể Vietravel nha. Dạ. Thôi giờ mình đi về chuẩn bị dọn hành lý đi máy bay Vietravel. Cho ông xem thử là như thế nào. Tại vì lúc tôi đi Mỹ thì lúc đó chưa có ra hãng bay này hay sao á. Dạ đúng rồi. Mới ra 2 năm nay đúng không em? Dạ đúng chính xác. Mới ra 2 năm hãng máy bay Vietravel thôi. Ok theo chân mình. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh. À, đây các bạn. Rồi cảm ơn. Ủa trong bên này là nói gì nữa đây? Bên này là uống cà phê. Dạ, tìm cách ngồi chờ. À, này vô đây uống cà phê này nọ, uống nước, nhà vệ sinh trong này nữa. Quay lộn quá. Thôi mình đi về đi chuẩn bị dọn đồ đi. Thôi cảm ơn anh nhiều nha. À, ô các bạn thì hiện tại là mình đang ở tại sân bay Tân Sơn Nhất nè các bạn ạ. À. Thì hiện tại mình chúng đang ở tại cổng 126 nè. Thì mình sẽ vô check in trong quầy của gọi là Vietravel. Đây là hãng máy bay rất là mới các bạn. Lần đầu tiên mình đi ở tại Việt Nam luôn. Và hãng bay rất là lớn mới các bạn đây. Các bạn thấy không? Vietravel Airlines. À, quầy ưu tiên priority check in các bạn. Thì giờ theo chân mình vô check in coi thử thủ tục check in ở tại Vietravel có khác gì cái hãng bay khác hay không các bạn. Theo chân mình. À, đây các bạn. Đây là vô trong quầy ưu tiên rồi thấy không? Hai chị em check in ạ. Yeah. À cho em gửi ha. À. Có bỏ hành lý lên không chị? Dạ, bỏ hành lý lên nha. À. Này các bạn. Đó. Đây, bạn cái men bạn sẽ thấy nè. Quay được 15 16 kg thôi các bạn. Đó. Đó, thì có cái tỉa tát này các bạn thấy không? Priority. Quay ưu tiên các bạn. Là xin. Thì theo chân mình vô cho bạn coi hết từ đầu đến cuối thử làm. À, lên máy bay đó có dịch vụ gì trên đó các bạn. À, so với các hãng khác có gì các bạn. Ok không? À. Dạ dạ dạ. Ok chị. Dạ. Dạ em gửi vé cho hai anh chị nha. Rồi, cảm ơn chị. À. Dạ 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 dạ, cảm ơn chị. Này các bạn thấy không? Vietravel Airlines thì priority thì có phòng chờ luôn, có phòng lao luôn để cho bạn lên nghỉ dưỡng này nọ luôn các bạn. Bây giờ đi theo chân mình lên cái phòng lao thử là như thế nào nha. Lần tiên tôi đi tôi cũng không biết luôn á. Cảm ơn chị nhiều nha. Cho đi theo chị nè, chị dẫn mình đi lên. Dạ chào chị. À đi ở đây là đây mình sẽ đi bên này hả chị? À đây bây giờ mình sẽ xem chị bên Vietravel Airlines các bạn. Lần đầu tiên là tôi đi, lần tiên mấy bạn sẽ thấy luôn các bạn, dịch vụ bên Vietravel là nó good như thế nào các bạn. Từ A đến Z nha. Book vé nè. Rồi book tour xong tới đây nhận vé đi lên lao, đi lên máy bay. Thì mình mở được 2 năm hả chị? Có lâu chưa? Dạ hơn 2 năm. À hơn 2 năm. Từ năm 2020. Là lúc đó là Covid chưa ta? Dạ có.
À là Covid. À đi phải các bạn, đi vô phải qua đây. Thì đây là trong ga Quốc Nội các bạn. Mình cũng chưa vô cái lao này là lao chung hết hay là lao riêng? À chung. Của tất cả các hãng. À tất cả hãng. Đây các bạn. Chỗ này là chỗ này không vô quay được các bạn, nhưng mà chỗ này vô chỗ gọi là ưu tiên các bạn. Ok, thôi giờ theo chân mình vô. Ok bạn, đây các bạn, mình đang ở tại cái lao bên Tân Sơn Nhất các bạn. Thì vô trong lao bên trong này. Ở trong này giờ như thế này. Dạ. Ok. À, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn. Ok bạn, chúng ta lấy được hai vé vô lao. Thì qua đây có quầy buffet. Thời gian chờ đợi là có thể vô ăn trong này các bạn. Mình đi dạo một vòng cho bạn xem đi ha. Đây. Đó. Thì đây là cái quầy trái cây các bạn. Các bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn. À. Mì. À. Đó, cơm trước đầy đủ nha. Đây các loại thịt cơm chiên ngon các bạn. Đói bụng quá, tôi chưa ăn xôi, nó xôi các bạn. Rồi mấy cái món bún này nọ đầy đủ các bạn. Nhiều lắm. Đó, cháo. Rồi salad. Bánh mì cũng nhiều quá. Thì ok, giờ mình sẽ kiếm gì đó ăn sơ sơ xíu rồi mình sẽ review bạn coi máy bay mới của Vietjetable là như thế nào. Kiếm một cái chỗ nào đó ngồi ra vịt các bạn. Bạn có thể vô trong này ngồi ra vịt. Đây, có những cái góc. Bạn có thể chui vô mấy cái góc rồi. Đây các bạn. Thì lần đầu mình cũng đi cái Vietjetable này thì mình mới review kỹ cho bạn xem để sau này các bạn đi các bạn đỡ bỡ ngỡ các bạn. Watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't let what you need. Có các bạn chuẩn bị có cánh bay ra ngoài Hà Nội các bạn. Thì đây là bạn tiếp viên bên Vietjetable. Đồ rất là đẹp, màu xanh, màu vàng, màu chủ đạo. Thì có hướng dẫn bay an toàn này nọ. Đây nè, cái hướng dẫn an toàn bay đầy đủ các bạn. Máy bay E321 đó. Đây, các bạn tiếp viên bên Vietjetable vậy lại rất là xinh luôn. Đây cái ghế này là gọi là ghế priority ở trên. Quý khách xé vỏ bọc, mặc áo phao bằng cách choàng qua đầu. Tear the bag open, put life vest over your head. Vòng dây quanh eo, cài khóa rồi siết chặt dây. Secure the strap around your waist. Quý khách lưu ý không làm phồng áo phao khi ở trong máy bay. Thank you. Để chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng thắt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, cài bàn quay trước và mở tấm che cửa sổ. Bạn tiếp viên hướng dẫn bay an toàn các bạn. Cảm ơn. Dạ, chào anh chị. Hai chân chúng này có cái gì không? Chị có thịt hoa chân, có bà lúc lắc, và chị hơn thì có cháo xương. Cơm bò lúc đó hả? Dạ. Rồi cái gì nữa ta? Quên rồi. Dạ, xô thịt kho trứng hả? À, xô thịt kho trứng, ok. Xô thịt kho trứng, cái một phần cơm bò lúc đó đi. Dạ, với lại có bò lúc đó một xô vậy hả? Dạ, rồi. Dạ, dùng kiếm thì tụi em có trà, cà phê sữa, cà phê đen hả? À, vậy cho một ly trà nóng, cà phê nóng gì?
trà nóng hay là trà nóng? Trà nóng. À, rồi. Thì đây là có ăn ăn tối luôn các bạn. Tại đây là chuyến bay tối thì lúc hiện tại mình đang bay là tầm 9 giờ tối các bạn. Thì có ăn tối này nọ đầy đủ trên này. Thì đây, đây là cái bàn, bên này là mình sẽ đóng cái bàn các bạn. Thì mở ra có cái bàn. Đây, cái bàn này là đó. Thì đây là đầy đủ bạn. Đây là hàng như kiểu business thôi. Rồi, cảm ơn. À, đây là kho thịt kho trứng các bạn. Có hai phần lận. Dạ. Đây là cơm bò các bạn. Cơm bò lúc lắc đúng không? Dạ, rồi, cảm ơn chị. Thì dạ ok, cảm ơn. Đây các bạn, mua nguyên hộp các bạn. Đây là Viettravel Airlines. Rất là nóng các bạn. Một cái hộp rất là đen. Giờ mình mở đây các bạn coi thử trong có gì nha. Đây. À, có một lớp màng nữa. Đó, cái đây là sú các bạn, sú, đây là xôi. Nóng, dẻo. Ok, bắt đầu, dạ. Có điện lên luôn ha. Đấy bạn, bạn phải lấy cái bàn ra bạn. Sao dịch, ủa cái ghế này cũng vậy luôn hay sao em? Cái ghế nào cũng có cái bàn này hay sao? Dạ, có một ghế là sẽ có bàn. À, ok. Bên đây mình sẽ bắt trà bên này. À, rồi cảm ơn. Trà nóng luôn. Đây là đường mà. Đường. À, đường này quay. Đó. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Đây bạn, ăn và uống trà. Đó, đã thấy cái dịch vụ bên Viettravel ok không bạn? Em rất là nhiệt tình, phục vụ tận răng cây chu đáo. Thì bạn có thể được cái loại đây có nước tương nè bạn thấy không, nước tương soy sauce. Còn là bạn có thể ăn cái này nữa, đây hot chili tương ớt đầy đủ các bạn. Đây là cái phần của bên caramel cũng bị chia bộ ở Airline luôn, một là một hộp rất là xinh xắn nha các bạn. Có 21 ngày là cơm bò lúc lắc các bạn thấy không? Ghi ngày sản xuất, ngày sử dụng nè. Đó, nguyên hộp được đóng bằng kiểu như là bằng bạc á, bạc gì? Hộp bằng giấy bạc á, đây, hộp của Remen các bạn. Đây. Ở trong mình gọi là cho xem. Đây là cơm bò lúc lắc. Đây là hai phần các bạn. Ở trên chuyến bay. Phần này là sơ sơ cho bạn coi là bay trên máy bay Viettravel như thế nào, là cái tour các bạn. Mình ra Hà Nội sau đó mình sẽ review kỹ hơn cho bạn nhiều thứ vui hấp dẫn qua đó, ăn bún mặn cháo chửi gì đó. Ok, thì chúc mình cảm ơn anh đã đồng hành với chuyên mục Airline. Đây cái này là gì nè, đây là thư cảm ơn đúng không? Đây các bạn, bên Viettravel các bạn thấy chu đáo không? Có thư cảm ơn, đẹp quá trời đẹp luôn. Giờ em mở ra cho anh coi trong này là gì. Hay ơi. Ủa, cơm sẽ có một bạn có tên mình nè. Trời ơi, em chuẩn bị luôn hả? Hay vậy? Trời ơi, bạn đây là có cái thư cảm ơn đi anh có chữ qua đây. Đó, các bạn thấy không? Chu đáo không? Viettravel lại xin cảm ơn anh và bạn đồng hành để bay cùng cánh cánh tên vàng hả? Cái biểu tượng của bên mình hả? Gọi là cánh tên vàng. À, Việt Nam Viettravel Airlines xin chúc anh lần nhiều sức khỏe và thăng hoa trong hành trình sáng tạo nội dung sắp tới. Rồi cảm ơn, rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Rồi bắt tay cái. Rồi ok. Đó bạn, rồi cái dịch vụ bên Viettravel bạn thấy không? Chu đáo từ lúc đi lên đặt vé tới kiểu tới đi đi xuống luôn. Ok. Thì này làm rất là hay các bạn. Bạn thấy chưa? Thấy chưa? Quá dữ. Ok. Thôi giờ đi xuống chuẩn bị xuống khám phá Hà Nội, xuống sân bay Nội Bài các bạn. Thì sân bay Nội Bài cũng là một trong những sân bay mà mình chưa có đi lần nào luôn. Đây là lần đầu tiên các bạn. Ok các bạn, thì chuyến hành trình mình bay lần đầu tiên với hãng hàng không Viettravel đã kết thúc tốt đẹp các bạn à. Thì mình rất là hài lòng, lần đầu tiên mình bay tới Nội Bài luôn. Thì đi cùng với các bạn tiếp viên rất là xinh đẹp đây. Thì được gọi là phục vụ tận tình, tận răng luôn các bạn. Từ lúc lên uống nước, uống đồ, xong ngồi ăn, uống thư cảm ơn rất là thích. Thì nói chung là
đây là hãng hàng không đầu tiên của du lịch đúng không ông em? Đó, thì mà em phục vụ rất là chuyên nghiệp các bạn, thì anh cũng rất là mong là hãng mình càng ngày càng phát triển hơn. Dạ. Sau này anh sẽ ủng hộ lần nữa. À, là, dạ, cảm ơn anh cơ trưởng nhiều. Đó, anh cơ trưởng trong kia, trời ơi, quá trẻ ghê luôn. Đó, anh cơ trưởng trong chuyến hành trình với mình. Ok các bạn, thì đây là anh cơ trưởng cao to đẹp trai nhất của hãng Viettravel. Rồi, bắt tay anh cái nè. Đó, anh lái được bao nhiêu giờ rồi anh? Mình cũng khoảng tầm 7 năm rồi. 7 năm rồi, giờ anh nhiêu tuổi? 30 tuổi. 30 tuổi, trời ơi, tôi 31 mà cho 30 tuổi mà 7 năm là trong cơ trưởng, lên cơ trưởng bao lâu rồi? Nên được hơn năm nay. Hơn năm nay là cơ trưởng. Ồ, thường có bay nước ngoài là gì không? Tương đối nước ngoài. À, vậy đó, quá giỏi luôn. Chúc anh thành công hơn nữa nha. Ok các bạn, hiện tại mình đang xuống sân bay Nội Bài, thì giờ mình có sẵn các bạn lấy được hành lý bên Viettravel luôn, rất là chu đáo các bạn à. Thì mình đang đồng hành với Viettravel, thì đây là các bạn. Đây là lấy hành lý các bạn. Đó, thì mình thì được lấy sẵn luôn, các bạn lấy sẵn cho mình để đây luôn. Thì chúng mình đi ra, các bạn sẽ đi theo mình đi du lịch Hà Nội. Ok cho mình, ok. Trời ơi. Đó. Anh chụp được bạn như này rồi đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ muốn chụp hết luôn luôn kìa. Chụp tiếp sao đâu. Đúng rồi. Nào, nào. Đấy. Ok, cảm ơn anh nhiều. Ủa, nãy anh có hả? Nãy có trên cái. Ok bạn, thì bây giờ là theo chúng mình đi đi ra ngoài đây để gặp các bạn hướng dẫn viên bên tour Viettravel các bạn. Thì lần đầu tiên mình đi tới sân bay Nội Bài luôn các bạn ạ. Thì thật sự là mình đi ra Hà Nội cũng được 4-5 lần rồi, nhưng mà toàn là lái xe không à. Hôm nay là đi máy bay, thì hôm nay là sân bay Nội Bài thì mình thấy nó hoành tráng hơn rất là nhiều so với sân bay Tân Sơn Nhất, phải không? Sân bay bên này rất là to, rất là rộng nha. đúng không em? Dạ, vâng. Đúng không? Phát triển hơn nhiều. Phát triển hơn nhiều luôn các bạn. Thì Hồ Chí Minh chắc phải chờ cái sân bay gọi là Long Thành á thì may ra. Chứ sân bay Nội Bài này thật sự là nó rất là to, rất hoành tráng luôn. Thì mình sẽ gặp nhau ngoài Viettravel ở đây, cái menu ở đây, cái menu ở đây, cái đây. À, thì mình sẽ ra tour ở đây, phải đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. À, thì mình đón tour. Đây là mấy anh mình à. Đúng dạ đúng anh. À, đây anh Minh Viettravel đúng không? Huy. Anh Huy, đây các bạn, thì đây là hướng dẫn viên của mình đồng hành trong chuyến đi Hà Nội này. Đồng nghiệp với nhau ạ. Đồng nghiệp. Đó, có cơ. Mình kết hợp là kỹ tất cả giấy tờ tùy thân của mình nhé. Dạ dạ. Không sợ gì cả. Ok. Rồi giờ mình lên đường ha. Ok, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Ok, cảm ơn. Dạ. Hả? Em là dẫn đi cùng cho em xin với anh kiểu ảnh. Ok ok. Rồi, bài chụp giúp anh một kiểu. Anh bay có mệt không? Trời ơi, bay khuya mà. Nhưng mà ok. Dạ, chào chị. Em đi trước nha. Dạ dạ, chào chị. Dạ. Dạ, bây giờ em sẽ đưa anh di chuyển về khách sạn. À, giờ là mình đi về khách sạn các bạn, khách sạn bên Hà Nội. Khách sạn chúng ta bị sẽ nghỉ ngơi. Ok. Trên đường là nếu anh có muốn ăn là chúng em sẽ giới thiệu những đặc sản rất là ngon tại. Dạ. Ăn khuya hả? Ở Hà Nội ăn khuya không? Dạ. Ồ này nè, Hà Nội ăn khuya phải không? Ở Hà Nội có rất nhiều những cái quán ăn ngon anh ạ. À. Thì bây giờ là mình đang đi ra chỗ bãi đậu xe đúng không? Dạ đúng. Ui, khí hậu Hà Nội đã phải không? Dạ. Dạ. Đó, sao? Đây bên này ạ. À, dạ. À, trời ơi. Đây có anh lái xe luôn ha, chuyên dạ. Chắc luôn. Ủa, anh có theo em luôn mấy ngày nay luôn không? Ok anh. Dạ, à, đây các bạn. Đây là bên Viettravel là lo từ A tới Z luôn, mình không lo gì các bạn. Mình chỉ đặt tour, đi lên máy bay, hướng dẫn viên đón rồi các kiểu rồi hành lý đầy đủ luôn, có ảnh chở tới máy bay luôn mà. Đó. Giờ mình đi vô thôi các bạn. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Ok các bạn, thì tại mình đang tới khách sạn của mình ở tại quận Hoàng Kiếm. Đây là quận trung tâm ở tại Hà Nội là 29 Tràng Tiền, Hà Nội. À, ok. Giờ theo chúng mình đi vô check in này. Thì cho bạn coi thử là cái này phố cổ chưa anh? Dạ, trung tâm ở đây, rồi đây. À, vậy hả? Nghe em, ta vừa đi trái phát là buồn. Ok, cho anh. Đấy, chỗ này là gọi là phố cổ, trung tâm của trung tâm. Khách sạn này là 5 sao không anh? Dạ, 5 sao anh ạ. Khách sạn này là 5 sao. Đó, cho bạn coi là cái phòng 10 triệu một đêm ở tại phố cổ Hà Nội, nó có khác gì ở Sài Gòn, nó khác gì ở New York này nọ, cái kiểu các bạn. Xịn thọ lắm mấy ông. Anh về nước lâu với anh nghỉ anh phòng nhé. Dạ, dạ. Phòng 410. 410. Phòng là phòng Grand Suite này. Mấy ông thấy phố cổ giá phòng nó là 9 triệu à.
Đây bạn, đây là phòng của mình nè, 410. Dạ anh Khoa, phòng của anh có vấn đề gì thì anh cứ gọi trực tiếp cho em nha. Ok, cho anh. Chúc anh nghỉ ngon nha. Dạ hả? Dạ vâng ạ, em gửi và cho anh gửi vali của anh. Vậy là mai gặp hả? Dạ. Ok, bye bye nha, mai gặp nha. Ok Khoa. Bye bye. Đây anh Huy nhiệt tình quá, mai gặp nha. Ok. Đó. Đây là phòng của mình các bạn. Đó, mở điện lên cho mấy ông xem thử là phòng của tại phố cổ. 10 triệu một đêm thì như thế nào các bạn? Giới thiệu phòng cho bạn coi nha. Thì đèn chùm đèn đồ rất là sáng sủa đẹp nè. Bên này có một cái bàn ghế sofa. Thảm thiết đầy đủ nha. Như phố cổ nè, đây nè, bạn nhìn trong đây là có bánh welcome nè. Bánh các bạn thấy không? Nè, đẹp ghê không bạn? Đó, bánh sô cô la. Một chai nước sparkling. Trái cây gồm có thanh long nè, táo, xoài, chuối, hoa lá, đây một hoa hướng dương thơm phức. Mình thật sự là mình rất là thích Hà Nội các bạn. Mình bạn biết không, mình cứ hồi xưa là mình ra Hà Nội trước Covid á, mình ra mình thuê ở apartment ở đây các bạn, ở cái tuần luôn á, mình ở lâu lắm, cứ mùa thu là mình ra Hà Nội thích lắm. Đó, có cái tivi để trong cái khung tranh. Rồi tiếp theo chúng ta đi khám phá. Tại đây là cái chỗ quận Hoàn Kiếm, phố cổ mà, mấy ông. Đây nhìn chỗ này là có mấy cái chai rượu này nọ để hướng anh vô đây là cái phòng đó bạn. Khách sạn ngay tại Phúc đã biết là Hà Nội á là rất là mắc tiền về nhà cửa bạn, đặc biệt là phố cổ nữa. Cái đây là trung tâm quận Hoàn Kiếm các bạn. Thì bạn biết rồi đó. Nhưng mà cái phòng mình đang ở là 75m² lận các bạn. Nó rất là to, đây là như là phòng khách thôi, vô đây. Trong này nữa bạn. Đây. Mời bạn vô. Đó, bạn, đây cho bạn vô, đây là cái phòng của mình tại phố cổ. Đây là cái phòng chính của mình để mình ở. Thì mình sẽ mở điện lên cho bạn xem. Ok chưa? À, đây. Mình sẽ mở lên này. Đó. Cái bàn đây là bàn làm việc. Đó, trái tim nữa thấy không? Chỗ để. Rồi tủ rất là xịn nha các bạn. Khách sạn này mình ở nó tên là Gali. À, các bạn đó. Đồ áo này nè, nó đầy đủ các bạn. Gối mền tùm lum tà la hết, nhiều lắm. To quá tôi review với không hết của mấy ông luôn á. Đây xuống qua đây các bạn, xuống qua đây. Đây, vô đây các bạn thấy. Có một cái bồn tắm rất là sang chanh xả. Bạn kinh cũng đẹp lắm bạn. Trời ơi cái đó các bạn thấy không, phòng tắm không? Đó, phải không? Tắm bồn nữa. Nhìn qua đây là cái giường của mình. Đây là cái giường siêu to khổng lồ của mình. Đây, các bạn thấy không? Trên này để đầy đủ nè. Thẻ cạc tùm lum tà la hết. Nằm xíu coi, trời mỗi lưng quá, nãy giờ bay này nọ đi, trời ơi. Nó đã. Ui. Sướng không mấy ông? Mấy ông thấy ở phố cổ không? Đó, chỗ này là đầy đủ cái bàn báo thức, báo đồ, tivi. Hướng qua đây mình có cái tivi nè, cái men hướng qua đây cho bạn nhìn rõ. Đó. Đây, cái men nhìn qua đây. Vì bạn sẽ nằm ở đây, bạn coi là cái tivi. Có cái tivi nhỏ 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 để mình nằm mình coi tivi nữa các bạn. Thì bên này thì có thêm một cái ghế sofa. Đây có cái gương để soi gương rồi, không nói rồi. Ghế sofa để soi gương không biết làm cái gì. Thì mình mở này cho bạn coi thử trong này có cái gì không. Không, không có gì hết. Thì hướng ở đây, tại khách sạn, cái phòng của mình là phòng lô gốc. Sáng mai á, sáng mai mình sẽ review cho bạn coi cái view. Nó mới thấy cái view như thế nào. Các bạn coi phòng tắm chip đi. Đây các bạn, đây bồn tắm này thì nó có cái cửa. Đây các bạn, mình không hiểu cái cửa này để làm cái gì, nhưng mà mình có thể cái cửa này là cửa chính để vô phòng tắm nha. Rồi đây là cái chỗ phòng tắm đó, siêu to khổng lồ, hai cái lavabo đó, nước sparkling này nọ các kiểu đầy đủ các bạn thấy không. Này là uống gọi là thoải mái các bạn nè. Đó, uống miễn phí. Thì bồn tắm đây rồi bạn ngồi rồi đó. Thấy các nước lợi nè, đây cái men là đây cho bạn coi. Bạn có thể bỏ cái muối này để bạn lavender nè, cái mùi lavender, mùi hoa ỏi hương á, hoa hương đó. Bạn diễn vậy, bạn bỏ muối vô bạn tắm nè, thấy không, các loại nhìn rất là sang xịn. Mình sang xịn vô ở Hà Nội với ông, xịn vô phố cổ đắt tiền nhất ở tại Hà Nội. Đây là cái phòng bự. Thì sau lưng mình chỗ này là sẽ có một cái bồn tắm. Thì chỗ bên này là cái bồn cầu này, siêu phong cách theo kiểu Pháp châu Âu các bạn. Bồn cầu không có cái đồ xịt, phải xài bằng giấy rồi mấy ông. Đây thì cái nút nhấn ở trên này đó, thì nó không có đồ xịt. Tiếp theo bên này, chỗ này là bồn tắm đứng
ở trong này là bồn tắm đứng các bạn, à, bồn tắm đứng trong đó to quá thì tôi không có review nổi hết luôn á. Rồi đó là sơ sơ là đây là cái phòng master bedroom, là phòng ngủ của mình, thì hướng lùi ra đây các bạn coi thêm nữa đó, cái bên thường qua đây. Bên này lúc mà bạn mới vô hotel á, bên này cũng có một cái cửa bạn vô đây. Trong này mới vô thì bạn sẽ có thêm một cái bồn cầu để bạn đi vệ sinh tiếp. Rồi bên này là vẫn có một cái lavabo cho bạn xài đó, thì vẫn là cái phong cách phố cổ. Bạn thấy cái cửa nè, cửa cổ ngày xưa các bạn đó, cửa kiểu Hà Nội. À, bên này thì chúng ta sẽ có cái bàn đổ rửa chén đồ mà, rồi máy làm cà phê nhiều quá không review nổi. Đây là vẫn đây bạn nhìn nè, trong này microwave cho bạn hâm đồ ăn, rồi cái hộp cà phê trong này đó, đồ cổ dây có tủ lạnh. Tủ lạnh thì đây cho mình qua cho bạn xem vậy, các loại cái bia Hà Nội đầy đủ đó. Mấy ông thấy sao? Thì cũng khá mệt rồi, review sơ sơ với ông xem thôi, rồi mai chúng ta đi khám phá phố cổ, những món ăn ngon ở tại Hà Nội các bạn. À thì nhớ theo chân mình video vẫn chưa xong đâu, thì đồng hành với mình vẫn là cái Valimir đây. Cái Valimir này là thật sự là mình mua size to các bạn, là rất là rộng rãi, rãi thoải mái các bạn. Tôi đi du lịch là này nọ, bây giờ tôi mang Campuchia Hà Nội này nọ, cái kiểu thoải mái bự lắm. Thì Valimir thì bạn biết rồi, bảo hành miễn phí trọn đời mà, mua bị lỗi gì tới đổi một luôn phải không? Đó bạn thấy chưa, Valimir mình đi rộng rãi to thoải mái kinh khủng. Valimir này được cái tôi thích đó, gọi là mua mà cái là một đổi một trong vòng một năm luôn phải không? Rồi nếu mà bị lỗi bị đồ là hoàn tiền 100% luôn. Thì ông này muốn mua Valimir thì nhớ đọc bát kho búp, các bạn được giảm 200k, giảm 200.000 các bạn nếu mà mua Valimir, các bạn đồng hành với mình đi khắp các nẻo đường. À thôi bây giờ là đi vô ngủ cái đã, mai đi ăn uống này nọ review thêm ông xem, ok chưa? Mình đang đi ra vậy. Đây ạ, Bưu điện Hà Nội đây ạ, trung tâm đây ạ. Rồi hồ Tây đúng không ta? Ôi, đây là kiếm. Hồ Hoàn Kiếm ạ. À, tượng đài Lý Thái Tổ. Dạ vâng ạ, là người đã viết một cái chiếu thầy đô đó. Đã, từ Hoa Lư về đây. Hồ thích các bạn. Ồ, hồ bên đây này, các bạn nhìn bên đây nè. Ui, không khí nhìn mùa thu đông của Hà Nội đẹp lắm các bạn. Nhìn là Sài Gòn không có được cái không khí này đâu các bạn. Đây. Cây xanh nó bát ngát, nguyên một cái hồ rộng. Giờ chúng ta sẽ đi ăn tới quán rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, ở Ngô Sĩ Liên, gọi là quán bún chửi Ngô Sĩ Liên đúng không? Ngô Sĩ Liên. Món này món tủ mà em nữa. Món tủ. Bây giờ không bị chửi, tôi cũng sợ phải có tổ địa đó thì. Tao trong này là phải order nhanh. Order nhanh đúng không? Rồi nó order. Đây các bạn, bún mọc dập mồm. Còn nước rất ngon. À. Bán rất là nổi tiếng các bạn. Chế đó cô ạ. Dạ, hai chị. Trời ơi, bố. Trời ơi. Xin lỗi ạ. Tớ cháu ba người cô ạ. Em ăn gì? Em dạ. Ăn người uống cả anh luôn đây ăn đi. Dạ dạ. Em đầy đủ. Dạ, thôi. Hai, ba hát đi chị ạ. Đó, đây ạ. Không cần ai xíu luôn cô. Dạ. Đây anh Khoa, ở đây người ta có một cái nước chấm rất là đặc trưng. À, đây nước chấm ớt. Dạ. Đó. Ngồi luôn, best. Đó. Nghe danh cô lâu rồi giờ mới được tới ăn nè. Ngồi đây được không? Ngồi gần đây cô luôn được không? Đó. Gửi cho tôi quả bún của tôi nhá. Ờ ok. Camera đang bất tử đây rồi. Vô đây rồi. Trời ơi. Dây chuyền bự thế chị. Ngon không? Camera bất tử. Camera. Nhưng mà là tao ông đưa ăn muốn ở đâu mà cho camera ăn không mắng ai đâu. Chứ sao? Bây giờ tụi bạn hết Hà Nội rồi nè. Nhưng mà cái clip mọi người cứ bảo là không cho camera ăn mình mất công nhỉ. Ok. Tao đây tao vào chơi à? Dạ. Không muốn ngồi đây ăn chung cho vui ra rồi cái bên đâu đó luôn đi. Rồi. Ngồi luôn cho hội, nhập hội luôn cho. Nhập hội luôn đi. Nhập hội à. Nhập hội. Trời ơi. Hay ăn đây không? Đâu không có Hải Phòng hay tôi mới lên đây chơi. À dạ, Hải Phòng không ạ? Thì bố xuống Hải Phòng rồi chơi nha. Ơi, không đặt Hải Phòng chơi. Phố Tù đúng không? Phố Tù Hải Phòng đúng không? Phố Tù Hải Phòng.
đi tàu đúng không? Phú Quốc Hải Phòng. Tôi Phú Quốc Hải Phòng nhiều chỗ nó không phải là chuẩn nữa đâu. Dạ. Có những cái quán mà okay. nó không có trên đấy nó chỉ nổi tiếng thôi chứ chắc không. Dạ bố xuống tôi còn ông dẫn tôi đi là Phú Quốc Hải Phòng nha. Okay. Đây là cái bông bún dọc mùng. Bún dọc mùng đúng không? Ở miền Nam có rồi, bún Bắc Hà. Dạ. Ở đây cô ngồi hiền khô vậy mà cứ lên mạng nói tiếng mà coi quán muốn chửi là sao? Không. Chính là nó tiếng cái nhà câu chửi ngay. Vậy. Anh phải không? Xíu 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 nữa. Dạ. Chán hai bác cho người ơi. À. Rồi, chào bác cô. Trà đá không? Trà đá luôn. Trà đá luôn. Nhà cô có nước chấm này. Thì ở vậy không có không cay lắm đâu. Rất thơm, rất ngọt, rất ngon. Yeah. Nước chấm đặc thù là cô best seller. Vậy là mình đúng. Ăn mình chấm. Ở đây là cô bán bao nhiêu món trong này? 5 món. Dạ 5 món. Mỗi gì? Chiên bóng dưới mà. Là cũng là bún mọc trong mồng hết luôn hả con? Loại bún như 5 vậy nhớ. Dạ. Cô này bao nhiêu năm rồi? Cô mở bao nhiêu năm rồi? Bà mở năm nay là năm thứ 40 rồi. Trời 40 năm rồi. Năm tôi 3 tuổi, bây giờ tôi 43 tuổi rồi. Rồi, vậy là cô là con của bà hả? Trời. Thôi, hỏi thăm coi, coi con ở đây. Nghe nói cô nổi tiếng là hai chữ đó có không? Còn cà xe không chứ? Giờ kêu bà chửi đi. Đây, bây giờ kêu bà chửi cái cho nghe cái được không? Ông chồng đi. Đọc đi, giờ chồng sao, giờ chồng sao? Bà chửi cái bà. Con bà ơi. Hôm nay thiếu món ăn bà. Hôm nay thiếu mất một thứ. Bây giờ ăn mà không bị chửi là sao ngon? Ở ngoài mất ngon đấy. Đó bạn, thì thật sự là trên mạng vậy thôi chứ mình thấy vô đây cũng khá là vui. Vui mà. Vui mà. Thì thử là nãy giờ em đi ăn từ sáng tới giờ là ăn hết cái Hà Nội này rồi đó. Đất bầu kéo chó chân mà. Chó chân hả? À? Đó. Sao sao thế ngoài đời sao? Đẹp, cao đẹp luôn. Ở ngoài đời sao? Chúng ta chỉ ngoài đẹp hơn trên. Đấy, gái xinh khen đẹp dài. Trời ơi, gái Hải Phòng khen thấy không? Mấy Hải Phòng quá xinh, Hải Phòng nổi tiếng ha. Gái Hải Phòng Hải Phòng ha. Đẹp Hải Phòng luôn đúng không? Đó. Em gọi hot girl Hải Phòng nè. Trời ơi. Vào khả nhận được ngay. Hải Phòng có nổi tiếng cái món gì chả Hải Long gì phải không? Hải Phòng Hải Long đúng không? Đúng rồi, Hải Long Quảng Ninh. Quảng Ninh không có được tên. Hải Phòng rồi sao? Đúng rồi, bữa tôi ra đó bị bão. Trời ơi. Muốn áo xuống Hải Phòng chơi đi. À. Anh Khoa chấm mấy nước chấm này. À. Cái này ở ngoài Hà Nội người ta gọi là dập mùng đúng không? Ở trong miền Nam mình gọi là bạc hà. À. Đây bạn. Chấm nước ngon. Đây là cái loại giò giò. Giò. Nhìn ngon bạn, vừa da rồi thịt rồi này nọ, gân trong trong da bé. Cái này bé không? Cái này bé đã được ăn được. Nóng à. Nước chấm này làm sao? Nước chấm này sao? Không có cay, thơm á. Thơm. Ra đây mấy ngày đây? Cô vừa mới đến sáng đây. Ừ, thế hả? Ủa, Hải Phòng lên đây gần lắm hả? Có 100 cây à, đi cao tốc có hơn à, tốc lên đây. Món ăn gì vui vậy? Sao một một đống đồ ăn đó, hai tô là sao? Đâu, cái này là chung. Sao mình xe đây hả? Chung ở đây, xong mình lắm, mình trang riêng, đây là bạn ăn riêng. À, cho nãy kêu chung đấy. Nãy kêu chung đi ông nội. Ăn đông đông người, đủ chung với nhài cho nó nhiều. Trời ăn mấy rồi. Giờ lại cô mới ăn hết rồi bị bận lắm. No quá. Giờ vô chọc với bạn rồi, bạn còn là cái nuôi pet nữa. Vô chọc cho bà chửi cho vui. Bà không chịu chửi. Rồi rồi bà nhìn con, sao bà nói một tiếng đi. Chửi là bắt đầu quay để bà không chửi đâu. Chửi cái cây. Nó làm cái văn hóa. Đúng rồi. Tôi không quạo đâu. Còn lưỡi thì rất ngon. Bây giờ em đi em tận gọn thêm một đĩa lưỡi là
Gọi thêm một đĩa nữa. Tô này to thì không? Tô này nhiều thì nhiều ứ ự luôn bạn. Lần đầu tiên ăn ở đây luôn hả? Ăn đây. Ồ, lần đầu tiên ăn đây luôn á. À, vậy hả? No quá, ăn không nổi nữa. Tôi ra đây tôi chọc rồi chửi, tôi ra tôi chọc rồi chửi. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Bà ít tuổi, bà mới có 70 tuổi. Bà mới 70 tuổi hả? Là bán được 75 rồi. Ngồi nói chuyện bà xíu thôi. À, 40 năm trời. Ôi, bán được 70, 30 tuổi. Con năm nay 31 à. Bà bán ngồi miết vậy luôn à, một mình bà luôn hả? À, cho khi nào có chuyện cho con bà múc. Tới giờ bà lớn tuổi 70 rồi. Nghe gia đình. Đâu nội dâu. Đây, bà cũng con ruột của bà hết luôn. Trời ơi, bà tên gì, bà tên gì? Nhà bà Thảo các bạn. Còn bà Hiền không? Có chuyện vậy mà thiệt sự. Bà tên là Thảo Điên. Thảo Điên, Thảo Điên. Trời ơi, bà có biệt danh. Sao, ai đặt cho bà biệt danh đó? Sao hôm nay thấy bà Hiền thế? Ừ. Trời ơi, thiệt bình. Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở đây luôn hả? Ôi, ôi, cái đường này mà nhà ở đây nữa con. Công viên Thủy Lệ là của Hà Nội luôn. Ngày bán hàng đây tối về. À, ngày bán hàng đây tối về công viên Thủy Lệ. Công viên Thủy Lệ là. Dạ. Nhiễm tiền rồi. Ghê chưa? Trời. À, ôi trời. Trời. Ơi. Thôi. Trời. Con hôm nay lần làm food tour Hà Nội, lần đi hết Hà Nội ăn nhiều lắm, bánh cuốn nè. Phở Thình nè, bà nữa nè, những quán nổi tiếng. Mẹ ơi, 270. Đó. 270 à? 270. Bát 250 cả, bát 4 trà đá, bao nhiêu? Rồi, tính tiền con luôn nè. Thôi ăn đi đã. Nói chuyện với bà chú ý qua là chọc cho bà nói chuyện này nọ cái kiểu. Đây, con tính tiền con luôn. Con có 2 thôi đủ ngon. Dạ. Ba to. Ủa còn to nữa nó mất tiêu rồi. Caramel. À. Đợi caramel, đợi caramel quay xong đây. Tô sẵn đây rồi. Ôi trời ơi. Đập bè lấy vào 5 xị mà chửi chết luôn. May không bị chửi nhá. Cầm về là chửi nhá. Thôi chúc bà mua bay bán đắt nha. Thì tình hiền khô cái gì mà cứ kêu người ta là chửi rồi còn biệt danh là của bà là gì? Bà Thảo Điên nữa chứ. Người ta hiền cái gì mà. Thôi cảm ơn bà nhiều nha. Dạ. Dạ đúng rồi. Tại mình ngồi đây mình cho cái nồi nó nóng. Rồi xong bà người ta cứ ngồi nhanh nhanh. Anh thợ giày ngoài kia chết định chém bà đúng không? Đấy, ngay hôm nay có con. Để chụp hình với bạn tắm nha. Đó. Rồi, chụp tắm. Dạ. Rồi. Thôi. Thôi 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 thôi. Thôi thôi. Thôi các bạn, giờ mình đi uống cà phê trứng. À. Bên phải mình là có một cái nghe gì nghe bè hả? Hàng cá mập. Ồ, giọng nhìn view ra nhìn ra hồ. Cái chỗ này là một trong những cái chỗ rất là đẹp. Đó để có thể là chụp ảnh. Từ năm 1930 đây ha. Được chưa? Quay không? Đi thôi ạ. Quá xịn luôn. Ồ. À chào em. Ở Hà Nội thì người ta thường gọi là Hà Nội 36 phố phường. Đó. Nhưng mà thực ra là theo một cái tuyến quy hoạch của thành phố. Đẹp không? Đây là do đây mình uống hàng quán tùy theo tầng hả? Dạ. Hả? Đúng rồi ạ. Và trong này mình có thể đi vào những cái ngách nhỏ, phố nhỏ để mình đi khám phá. Em biết một quán rất là nhẹ nhàng, đi sâu vào trong ngách rất là phù hợp để anh có thể là uống nước. Ôi, cái view cộng cà phê, cái view xịn đó.
Bây giờ anh nhìn uống cà phê thôi, nhìn chỗ đấy Hồng Kông với không chợ lớn giống Đà Lạt đó, chụp ảnh giống Đà Lạt lắm. À, nội đây là hàng đây ạ, mình nhìn trước mặt đây ạ. Đây là hàng phố cổ chưa? Đây là trong khu phố cổ, phố cổ thường bắt đầu chứ hàng. Hàng đào, hàng ngang, hàng bạc, hàng tiếp. À, hàng phố lượt. Là phố là thế tổ. Phố hàng gai là bán gai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Gai là gì? Dạ. Gai à, phố gai trước cái bàn lá gai. Dạ. À, mỗi một cái tuyến phố đây người ta sẽ có bán một sản phẩm. Như là đào thì người ta thường hay bán tơ lụa và những sản phẩm cho chị em phụ nữ. Hàng ngang là phố người Hoa chuyên buôn bán quần áo. Bây giờ bạn là mình đang đứng trong những nơi mà đắt đỏ nhất ở Hà Nội bạn, phố cổ. Ở đây mặt bằng đắt không? Đắt tiền không? Đây là quán cà phê, nó sẽ ở trong này. Ui, trong này có quán cà phê nữa hả? Dạ, vâng ạ. Và anh Khoa xem là có bị cao quá không? Đó, đó. Chiều cao không nào? Đây là trong này đúng. Trong này là có quán cà phê các bạn, giờ tôi mới biết là có anh giới thiệu tôi mới biết không á. Rồi, mời anh vào trong. Ui, có cà phê này phải không? Đây, vô đây, vô đây. Quán cà phê trong này đây. Trời. Ui, nó vô cái ngắt. Ủa, cái nhà nhàng tay mà anh vô gì luôn hả? Đây tất cả các tuyến phố người ta sẽ là sống kết hợp với nhau chung. Trời nhau. Bên này có Thái mát xe không? Đó. Ui. Trong này là cái này gọi là gì, cái ngách đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ui mình đang đi vô trong cái ngách đầu tiên mình kiến. Ui. Phải nói nhỏ nhỏ. Trời. Trong này là các bác thế hệ Hà Nội trước rất thích đến quán cà phê này. À. Bởi vì đây là một trong những cái ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi. Nhìn ngoài cái phố kia tưởng là trong này có quán cà phê rộng. Ở ngoài bán lụa đúng không? Ở ngoài bán lụa anh nghĩ là cà phê đúng không? Ở ngoài bán lụa thì như cà phê hả? Trời ơi hay thiệt chứ. Muốn ngắm Hồ Hoàn Kiếm mà góc không ai ở ôi, trên đấy đâu. Nhìn cổ đẹp các bạn. Trời ơi nhìn không gian kìa bạn, nhìn sau lưng nè. Trời ơi nhà phố cổ bạn thấy xịn chưa? Nè. Trong tất cả ngôi nhà phố cổ thì thường người ta sẽ có một cái gian trời ở đây. Gian trời ở đây để tạo ra một cái sự giếng trời. À, hay quá, đẹp quá trời. Người ta sẽ làm những cái hành lang không khí. Vậy là trong này là nhiều hộ dân chứ phải một hộ. Nhiều hộ dân trong này là nhiều không hộ phải dân. Đây, em sẽ lên cho anh lên okay. Chỉ cho anh. Đó, ok, anh con nước các bạn. Ui. Cho em gọi đồ với. Dạ, ở trên order thế này, vâng, cho em gọi đồ. Một cốc nước uống. À, cốc nước. Dạ. Ui, xịn thế. Đây bạn sẽ gọi nước với lại xong rồi lên cho nó uống đúng không? Đúng có view cho nó có view gì vậy? Có. Anh uống nước gì thì em gọi luôn cho. À, nước trái cây đi hả? Trái cây. Ở đây nổi tiếng là cái gì? Đấy. Ở đây có nước trái cây không ạ? Nước trái cây ngon không? Xin nước cà phê chúng mình uống đến đúng à, hàng. Đúng rồi. Giờ anh uống dừa xiêm đi. Cho anh uống dừa xiêm đi. Hai trái dừa xiêm đi. Chị uống gì? Ủa cái quán này mình mở lâu chưa chị? 24 năm. Trời ơi 24 năm rồi các bạn. Cái này không có anh diễn viên này không biết làm sao tìm được cái quán này luôn bạn. Thật sự lúc nãy em tưởng nó vô nhà người ta không à. Em sợ. Đây ngôi nhà rất là cổ. À. Ui. Nhìn hay quá. Hay quá. Khắp tay người ta mời, khắp tay người ta vô người ta đây luôn á. Bây giờ gian thờ. Cái thờ ở nhà người ta hả? Đang thờ đây ạ, anh có vào để tham quan. Tham quan mà, để cái nhà thờ. Mình sẽ nói nhỏ, tại vì đây rất nhiều hộ. Từ nhà thờ mà. Đó. Cái ăn thờ rất là cổ kính Hà Nội. À. Đó này. Rồi. Thôi cái chỗ này nhà người ta. Hay quá bạn. Anh cũng muốn ngắm Hồ Hoàn Kiếm không? Có, giờ sao? Đã, bây giờ mình sẽ phải lên trên nữa để mình ngắm Hồ Hoàn Kiếm. Lần lượt ngắm Hồ Hoàn Kiếm lên trên. Góc này là góc bí mật. Quán cà phê bí mật, nghĩa là không có bạn hướng dẫn viên này là mình không có thể mò ra được. Ui, nhìn cái view lên trên này. Ui, bạn thấy không? Đi vòng 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 ấy không? Xịn không? Chóng mặt quá. Ui. Đây các bạn nhìn được ở dưới đó, bạn nhìn thấy không? Nhà bên Hà Nội thích không bạn? Ui, lên tiếp không? Mấy ông thấy nhà Hà Nội ok không? Đó. Lên đây. Đây ạ. Đây các bạn, lên tới chỗ góc để nhìn được Hồ Hoàn Kiếm. Ui, nhìn đẹp chứ. Đây. Chúng ta được lấy một cái view cà phê bí mật, nhìn được cái nguyên cái Hồ Hoàn Kiếm, cái hồ cái tháp đó gọi là tháp con hồ con rùa đúng không ta?
Dạ đúng ạ. Đây không là đê Hồ Hoàn Kiếm ạ. Còn cái tháp là tháp kia là đấy là khu vực gọi là tháp rùa. À tháp rùa, trời ơi. Ngày trước là ở cái tháp rùa đó là do một cái thương nhân người Hoa là xây dựng ra là để thi hài của người thân gia đình. Thì ông ấy coi là cái miền đất ấy một cái nơi phong thủy rất là tốt. Khi mà chôn người thân gia đình phong thủy đó là sẽ chỗ này có cái view đẹp mà sao mình không ta không xài ta? Dạ. Chỗ này có cái view à, cái nhà này nhà của người khác. Ở nhà người khác. Dạ, người khác ạ. Ok, mình xin đường chỗ cho khách khác ngó các bạn. Bên này mình sẽ xuống. Đó, trên này là góc bí mật ở đây. Chỉ anh Hoa biết. Xuống dưới ngồi cho nó đẹp, cho mát. Cho mát. Cho mát. Xuống dưới mát.